Thời Trung Mỹ, một buổi trưa, Hồ Chủ tịch được đồng chí cần vụ vào báo cáo là bác có khách. Khách là một cụ già ở Hưng Yên. Cùng đi với cụ có một vị lãnh đạo tỉnh. Trên xe còn có một thùng cá khá nặng. Thưa bác, cháu xin thay mặt bà con ở địa phương lên thăm sức khỏe bác. Và có một ít cá mới đánh đem lên biếu bác. Cá loại này là cá nổi tiếng ở đầm Dạ Trạch đấy ạ. Thưa cụ ngang tuổi tôi, xin cụ đừng xưng hô như thế. Vâng, nếu cụ cho phép. Ao nhà ta có rộng không mà cụ thả được nhiều cá vậy? Dạ thưa cụ, đây là cá của hợp tác xã. Cá của hợp tác xã là tài sản chung của bà con, phải để bà con dùng chứ. Thưa cụ, cá đã chót mang lên đây rồi, xin cụ vui lòng nhận cho, chúng tôi khỏi phải đem về. Hồ Chủ tịch cho mời đồng chí cán bộ phụ trách nhà bếp lên gặp người. Chú cân chỗ cá này lên, xem tất cả được bao nhiêu cân, coi như nhập vào nhà bếp của cơ quan, và chú tính xem bao nhiêu tiền để gửi cụ cầm về. Quay sang vị khách quý Hưng Yên, Hồ Chủ tịch ân cần nói: tôi xin đa tạ tấm lòng của cụ và bà con ở xã nhà đối với tôi. Quà cụ và bà con cho, tôi nhận rồi. Còn đây là số tiền tôi gửi cụ đem về nộp vào quỹ hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện, chúng ta cảm nhận được những phẩm chất cao quý của bác Hồ. Bác luôn tôn trọng công sức lao động của mọi người, coi trọng lợi ích của nhân dân, của tập thể. Bác luôn trân trọng, đặt lợi ích của cộng đồng, tập thể lên trên lợi ích cá nhân.